Đại đấng Trần Văn Chơn, Nguyên tư Lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa vừa quy vị lúc 10 giờ 48 phút tối ngày thứ năm, 2 tháng 5 2019, nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi tại San Jose, California, hướng đại thọ 100 tuổi. Ông Trần Văn Chơn sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu, tỉnh đồ Thuần Thành, đạo Cao Đài, tòa Thánh Tây Ninh. Ông có học lực rất giỏi khi sinh thời, Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cơ khí hàng hải Sài Gòn và sau đó tốt nghiệp ngành vô tuyến hàng hải. Ông có bằng sĩ quan hoa tiêu hàng hải và bằng thuyền trưởng trường hàng hải Thương thuyền. Năm 1951, ông được chọn đi học khóa 1, Trường sĩ quan hải quân Nha Trang thuộc ngành chỉ huy và một năm sau đó thì tốt nghiệp thủ khoa hạng ưu với cấp bậc hải quân thiếu úy. Từ năm 1953, Ông tiếp tục được thăng cấp làm chỉ huy một số đơn vị hải quân. Năm 1956, ông được thăng hải quân thiếu tá và một năm sau làm tư lệnh hải quân thay hải quân đại tá Lê Quang Mỹ. Ngoài chức tư lệnh, ông cũng kiêm chức giám đốc hải quân công xưởng. Năm 1959, ông du học tại Naval War College, Newport, Rhode Island, Hoa Kỳ. Sau khi về nước thì ông tiếp tục làm giám đốc hải quân công xưởng phụ tá cho tổng giám đốc nội an và dân vệ và làm chỉ huy trưởng lực lượng tuần giang. Năm 1966 ông được thăng Hải quân đại tá, trở lại làm tư lệnh hải quân. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ông được vinh thăng làm phó đề đốc nhiệm chức và một năm sau đó ông được vinh thăng phó đề đốc thực thụ. Năm 1970, ông được vinh thăng làm đề đốc nhiệm chức Ngày 1 tháng 11 năm 1974, ông được giải ngũ vì đáo hạn tuổi và bàn giao chức tư lệnh hải quân cho đề đốc Lâm Ngưu Tánh. Thời gian trong quân ngũ, ông được đệ tam đảng bảo quốc huân chương và một số anh dũng bội tinh với ngành dương liễu, một chiến thương bội tinh và nhiều huy chương quân sự. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông là tướng lãnh duy nhất của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị tù Cộng sản. Lần lượt qua các trại giam Quang Trung, Yên Bái và Nam Hà. Cho đến ngày 14 tháng 9 năm 1987, tháng 12 năm 1991, ông định cư tại San Jose cho đến khi tạ thế. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến bạn hữu quyến thuộc, bạn hữu xa gần, cha, anh, ông nội, ông ngoại ông cố của chúng tôi, ông Trần Văn Trơn, cựu đề đất tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu, Việt Nam, tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại San Jose, California, nhằm ngày 28 tháng 3 năm kỷ hợi, hưởng đại thọ 100 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park, Royal Chapel, 300 Corner Avenue, San Jose, California. 95125, điện thoại số 408 Chương trình tang lễ và thăm viếng thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019 từ 9 giờ 30 sáng đến 11 giờ sáng lễ nhập quan và phát tang. Từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy 18 tháng 5 năm 2019 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng lễ tế điện cầu siêu theo nghi thức cao đài từ 10 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 trưa, lễ phủ cờ do Hội Bạch Đằng phụ trách. Từ 1 giờ 30 trưa đến 2 giờ trưa, lễ di quan và hạ huyệt. Tang gia đồng kính báo, cáo phó này thay thế thiệp tàng, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Mọi chi tiết xin liên lạc tang gia 408 828 6291 hoặc 408 966 8657 toàn thể nhân viên và ban biên tập SPTNDC, VATV, Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn, Cao Đài Foundation, Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, Thánh Thức Cao Đài Wichita, Kansas, Thánh Thức New Orleans, Louisiana, Thánh Thức Cao Đài Garland, Texas, Thánh Thức Cao Đài San Jose, Thánh Thức Cao Đài Nam California, Thánh Thức Cao Đài Sacramento, California, Thánh Thức Cao Đài Nashville, Thánh Thức Sydney, Úc Châu, và các cơ sở hành chánh đạo tại hải ngoại, thành kính phân ưu. Kính lời cầu nguyện Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu và các đấng thiên liêng, bộ hóa đổ rỗi chân linh, cố đạo hiểu Trần Văn Trơn, sớm được siêu thăng yên nghỉ nơi cõi thiên liêng hàng sống và cao thăng thiên liêng vị.